trước sự chứng kiến của người thân các nạn nhân vụ thảm sát tại một trường mầm non ở đông bắc Thái Lan, Hòa thượng trụ trì đền Ratchamakhi châm lửa vào giàn hỏa táng trong ngày 11 tháng 10. Đặt trên các quan tài là hình ảnh của những người thiệt mạng và có cả thú nhồi bông. Ý định của chúng tôi là tiễn đưa cô giáo và các bé về trời. Cô sẽ dẫn đường và 18 bé sẽ theo bước cô lên trời. Đó là niềm tin của chúng tôi, là ước nguyện của cha mẹ các bé và của mọi người có mặt tại đây để tiễn đưa các em. Lễ hỏa táng được tổ chức để 18 trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 5 và các cô giáo mầm non được an nghỉ. Các giàn thiêu ngoài trời đã được xây dựng gấp rút để đón lượng nạn nhân quá lớn. Đây là nỗ lực của một nhóm tình nguyện viên. Tổng cộng có 36 người đã thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, trong vụ thảm sát kéo dài 3 giờ đồng hồ hôm 6 tháng 10. Đây là vụ sát nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Thái Lan. Thủ phạm là một cựu trung sĩ cảnh sát Bangkok. Người này đã tự sát sau khi về nhà bắn chết vợ con của mình. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.